Chào cả nhà, hôm nay thì Trung lại tiếp tục xuống nhà mộng khai cả nhà. Hôm nay Trung cũng xuống đây cùng với lại anh Pích. Thì anh Pích cũng là thầu xây dựng ngôi nhà trước Tết á, cũng có xây dựng cho hai vợ chồng sống ở chuồng bò. Hôm nay Trung cũng cho anh xuống để coi cũng như chuẩn bị khởi công xây dựng ngôi nhà cho chị Mộng Kha. Rồi anh Pích, chào khán giả anh Pích. Rồi chào khán giả. Dạ. Rồi ăn Tết lớn anh Pích. Lớn nha. Cũng lớn ha. Dạ. Dạ cả nhà ơi, thì trước kia Trung cũng có nhờ anh Hải xuống cũng như là qua coi nhà, khảo sát nhà của chị Mộng Kha. Thì lúc trước thì anh Hải báo giá cũng như là 120 triệu. Đó thì diện tích thì ngang 4 dài 8 này nọ đó, thì mình cũng có chia sẻ trên clip rồi. Nhưng mà bây giờ thì kinh phí cũng như còn hàng hẹp á, thì không có đủ kinh phí để cùng làm với anh Hải. Cho nên hôm nay cũng nhờ anh Pích, thì anh Pích thì cũng có nhận giá thầu là 100 triệu ha cả nhà. Đó thì hôm nay Trung cũng cho anh xuống để coi nhà, coi khảo sát này kia rồi chuẩn bị khởi công xây dựng cho chị Mộng Kha. Rồi thì hôm nay cũng rất là vui khi mà được sự ủng hộ của cô chú Mạnh Thường Vân đã giúp đỡ đến cho chị Kha chuẩn bị có một cái ngôi nhà mơ ước ha. Bây giờ thì Trung cũng mời cả nhà mình cùng với lại anh Pích để vào trong nhà chị Mộng Kha để đo đạc rồi xem cũng như là như thế nào để chuẩn bị khởi công. Rồi bây giờ mình em xin phép anh Pích mình di chuyển vô nhà chị Mộng Kha nha. Đó giờ là anh Pích có từng làm công trình ở đâu gần đây không? Không, chưa ba. Chưa từng ha. Làm lần nào. Dạ. Thì là chắc đây là lần đầu tiên làm công trình ở đây ha. Rồi. Ở đây cả nhà ơi, mình tới nhà chị Mộng Kha rồi ha. Đó. Đang làm gì chị Kha ơi? Chị đang sửa sàn nhà con ơi. À đang dọn dẹp nhà cửa hả? Dọn dẹp lau nhà nhà. Dạ. Hôm nay có khách đến thăm nè. Dạ. Chị chào cơm. Chào chị. Dạ. Hôm nay dẫn anh này xuống coi mắt chị nè. Dẫn xuống coi mắt chị hả? Ừ. Chị thấy sao, được không? Thấy được. Được không? Được. Đẹp trai không? Đẹp trai, có duyên nữa. À, đẹp trai mà có duyên nữa ha. À. Rồi anh Pích thấy chị Kha đẹp không Pích? Đẹp. Năm mới rồi, trao nhau tiếng cười để cho cái cuộc sống mình nó vui tươi hơn á cả nhà. Dạ hôm nay thì không phải là đến đi coi mắt đâu chị Kha nha, đừng có hiểu lầm nha. Hôm nay xuống đây một cái tin rất là vui cho chị Kha. Để cho anh này thì ảnh đến đây coi chuẩn bị xây dựng cái nhà cho chị đó. Dạ dạ chị mừng lắm. Dạ. Rồi thì nhà của mình thì hôm bữa giờ cũng trước Tết đó em cũng có thông báo cũng như cho anh Hải xuống coi rồi nhưng mà chưa không có được giá đó tại kinh phí còn hạn hẹp cho nên hôm nay cũng có anh Pích. Anh cũng nhận giá thầu là 100 triệu để xây dựng cái ngôi nhà cho chị. Dạ. Hôm nay em cũng cho ảnh xuống để ảnh xuống coi cái đo đạc rồi xây dựng ngôi nhà như thế nào. Rồi bây giờ xin phép anh Pích coi cái đo diện tích nhà cửa đi. Thì cũng như đây thì Trung cũng có nói chuyện với anh Pích trước rồi là cái ngôi nhà xây dựng là diện tích là ngang 4 và dài 8. Ở đây anh đo cái nhà cũ này là bao nhiêu vậy anh Pích? 38 ha. Dạ vậy là mình sẽ làm ở đây thì chị Kha chia sẻ thêm đất của chị Kha là từ đâu tới đâu chị Kha? Từ đây, đất từ đây tới đó. Từ cái cây cột điện cái gì? Từ đây nè. Dạ. Rồi theo anh Pích đã đo hết phần đất đây là bao nhiêu mét diện tích thì mình làm như thế nào mà chưa có cái đường đi bên hông nhà đó. Nha. Dạ. Bao nhiêu mét anh Pích? 58 được ha. Vậy thì theo anh là mình sẽ xây 4 mét thì mình chừa được cái phần bên hông nhà để đi ga vô này kia đó. 4 mét còn lại 18. Ừ, đó thì với lại đo coi cái chiều dài coi như thế nào. Anh đo tiếp đi. Em trai hỗ trợ đo dùm em. Rồi chị Kha hôm nay nấu cơm nước gì ăn chưa? Dạ, chị chưa nấu nữa cơm ơi. Chưa nấu ăn nữa. Dạ. Dạ, không chịu nấu cho anh đẹp trai ăn gì hết trơn. Chút nữa chị nấu. Dạ. Chắc là chị xích vô trong chút thôi cưng ơi. Hả? Làm xích vô trong chút á. Xích vô trong hả? Ừ. À. Ở sao? Có gì chị Kha nói với ảnh đi để ảnh làm cho. Bây giờ là cái nhà này là bao nhiêu anh Pích? 8 mét thôi ha. Vậy bây giờ thì chị Kha nói muốn giờ xích vô trong đó anh coi như thế nào để phù hợp á, mình xem coi.
8 mét là từ đây, bây giờ đo từ đây ra sao nữa coi là được bao nhiêu mét tỷ, coi dùm đi. Đo từ cái nhà sau đi coi. Thì trong cái quá trình thời gian vừa qua đó cả nhà, thì Trung cũng có cho chị Kha cũng như là vào đất lắp cái mương ở phía sau để cho cái diện tích nhà của chị Kha đó được rộng hơn. 4,5 mét nữa là tổng là mười mấy mét đó phải không? 12,5 mét. Vậy bây giờ thì anh thử tính này, tại vì bây giờ là chị Kha, theo chị Kha đi vô qua đây nè chị Kha. Dạ. Yeah. Chị Kha muốn cái nhà mình cách từ cái phần mặt tiền cách xong là khoảng bao nhiêu, chị chỉ chỗ anh Pích đi rồi anh Pích tính cho chị. Dạ. Yeah. Chị tới đây được rồi chưa đấy nữa. Đâu anh Pích coi coi như thế nào á. Chị tính hàng 3 ở đây nè. Còn hàng 3 lắm ở đây. Còn hàng 3 ở đây nè. Dạ. Bỏ khoảng cái chừng 5 mét mấy à. Dạ. Yeah. Đo thử rồi từ đó ra ngoài là mình bỏ bao nhiêu. Xong không cái phần bây giờ là cái cột lại này, bây giờ mình xích cái cột này là ra sau này đúng không? Mét rưỡi. Vậy là bây giờ mình thục vô mét rưỡi. Dạ, nhưng mà cái nhà cũ này là dỡ ra toàn bộ hết á. Dạ. Mình làm mới toàn bộ luôn ha chị Kha. Thì cái ngôi nhà này á, thì cũng thông báo cho chị Kha là trị giá là 100 triệu chị Kha nha. Dạ. Là cũng như là xây dựng nhà tường toàn bộ đó. Dạ. Rồi có đống lơ phong này kia đầy đủ. Dạ. Đó có gì dạ có gì thì có anh Pích này lo hết rồi nè. Dạ. Vậy thì bây giờ mình xích vô trong khoảng 1,5 mét ha. Là cái hàng 3 nằm ở trong đây. Dạ. Rồi cái dạ, rồi còn cái phía sau mắt còn dư á. Sau này sẽ tận dụng những cái tôn cũ này nè, mình làm cái trái ở sau để cho chị Kha nuôi gà nuôi vịt luôn. Dạ. Rồi theo anh thấy như thế nào, rồi này anh đang bao nhiêu, anh chia sẻ khán giả biết đi. Anh nâng lên 3 tấc. Nên nâng 3 tấc ha. Rồi cái này thì Trung cũng chia sẻ thêm cho quý vị khán giả, thì cũng có thỏa thuận với anh Pích xây dựng là ngang 4, dài 8, đóng là phong điện nước đầy đủ cả nhà. Một bếp, một phòng ngủ, một phòng khách, một toilet ha. Đó thì cũng như lúc trước cũng có chia sẻ clip trước rồi đó cả nhà. Thì hôm nay cũng cho ảnh và để đo đạc và chuẩn bị. Rồi bây giờ thì chị Kha đứng đây cho nó sáng ở đây, không có gì sáng. Rồi anh Pích, bây giờ thì theo chị Kha có cần coi ngày tốt hay gì để mà khởi công gì không? Chị khỏi đó. Không cần hả? Dạ. Rồi theo anh Pích thì bây giờ mình cỡ ngày mấy để mình khởi công cho nó đẹp ngày đây? Nhưng mà có làm bữa mùng 9 đi, cho nó chín. Cho mùng 9 cho nó chín luôn hả? Dạ. À. Vậy là chị Kha không cần phải coi ngày luôn. Không. Vậy là mình cứ quyết định là ngày mùng 9 luôn. Yeah. Giờ là anh Pích ảnh quyết định ngày mùng 9 này chị Kha thấy được không? Được. Cũng được ha. Dạ. Nói chung thấy chị Kha vui quá cho nên là như thế nào cũng được ha. Chị dạ. Tại dạ. Nhỏ tới lớn chị đâu có mà được nhà tới 100 triệu đâu, chị không có đâu. Dạ. Yeah. Cũng chị đi mà cắt lúa này chỗ kia, cũng đi làm mướn chỗ này chỗ kia, từ từ chị có tiền chị đưa 500 ngàn hoặc là 1 triệu từ mới chị được nhà. Dạ. Yeah. Cũng lâu lắm rồi nhà chị giàu hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ phải dỡ nhà trước ha, là trước tiên nhất đi. Chị có gì chị Kha nhờ người dỡ nhà ra đi. Yeah. Rồi tới bữa mùng 9 thì các anh em xuống người ta khởi công. Chị dỡ dắt trước. Ừ. Rồi nữa chị Kha ở tạm ở đâu đi ha. Dạ. Rồi ở đây không biết là anh Pích cũng như là vật tư này kia đó, anh có gì anh hỏi với chủ nhà. Tôi chắc đi ra chị. Đi ra tới đây luôn. Ở chỗ này là có đi đường, thường thường là làm nhà có đi xem đi xe chở, đi ghe không ha? Đi ghe không, đi xe thì vô không được. Dạ. Qua cầu này không được, tại cầu làm nó còn yếu lắm. Ở đây lục. Vô tới nhà chị nhỏ xíu à. Đây lục bình quá trời này, không biết ghe có chở được không? Được không ơi. Với lại nữa. Chở được hết trơn. Dạ. Với lại ở đây cũng như là. Sâu này sâu à. Sâu lắm. Sâu lắm. Trước kia thì cũng như những ngôi nhà ở đây xây là người ta cũng mua ghe không? Đi bằng ghe không à. Dạ. Rồi vậy anh Pích có gì anh hỏi chỗ chị Kha đi, chỗ mua vật liệu này nọ đó. Thì nhờ, chắc nhờ chỉ chỗ đi. Ừ. Đi bên Bangkok á, xã Phú Mỹ á. Dạ. Rồi bây giờ thì anh coi có cần phải làm gì nữa không để cho chị Kha chuẩn bị. Mình có cần làm gì đó để mình cái việc mà
xây dựng nhà cho nó thuận lợi á, có cần làm gì thêm không? Dạ, mua trái cây đồ cúng này kia thôi ha. Dạ. Rồi với lại cái, những cái mấy ngày đó xin nghỉ vài ngày ha chị Kha ha. Dạ. Mấy ngày đó đó mình xin nghỉ vài ngày đi để mình lo nhà lo cửa mình. Dạ, để chị đi chị bán chiều nay rồi chị nói với anh hầu số đó. Dạ. Nói chị tới nhà là chị làm nhà rồi chị đi 5 ngày, 6 ngày gì đó. Dạ. Tiếp chị làm sao đó, chị tiếp dọn dẹp này cái nọ hết. Dạ rồi. Chị vui lắm. Dạ. Chị vui á. Dạ. Thì em cũng xin đọc cái danh sách của chú Mạnh Thường Quân á, cũng như là có giúp đỡ cho chị Kha xây dựng ngôi nhà này nha. Dạ. Ở đây thì Trung cũng xin cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giấu tên á, có giúp đỡ chị Kha là 2 triệu đồng. Trần Thị Oanh ở An Giang giúp đỡ chị Kha 1 triệu đồng. Chị Mỹ Linh giúp đỡ 400 ngàn đồng. Cô Đinh Thị Dung ở Úc có giúp đỡ là 40 triệu đồng. Hùng Nguyễn giúp đỡ 500 ngàn đồng. Facebook Mỹ Thơ giúp 200 ngàn đồng. Chị Hồng Ngọc ở Cần Thơ giúp 500 ngàn đồng. Thì tính đến ngày hôm nay á, số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị Kha được là 44 triệu 600 ngàn đồng hả chị Kha? À, thì xây dựng ngôi nhà trị giá là 100 triệu. Thì có số tiền nó vẫn còn thiếu, nhưng mà để nếu như hữu duyên thêm á thì đủ thì làm, và không đủ thì em sẽ hỗ trợ giúp cho chị Kha luôn. Yeah. Có được cái ngôi nhà trị giá 100 triệu. Yeah. Nha chị Kha nha. Yeah. Đó thì bây giờ thì cũng chốt với lại anh Pích là cái giá 100 triệu. Rồi mình có cần là ứng trước số tiền để mình làm không anh Pích? Dạ, khi nào mình ứng đây, hay là ngày khởi công ứng, hay là khi nào ứng? Mà chung có thì đưa cho anh. Dạ không, ý là anh biết anh muốn ngày nào đi rồi em đưa cho anh. Có bữa nay cũng được. Có bữa nay cũng được ha. À, bữa nay không có chuẩn bị tiền xuống rồi. À, vài hôm nữa đi rồi, hay là ngày khởi công đi cho nó chắc ăn ha. Ngày khởi công đi rồi em khởi công rồi em sẽ cho anh cái tiền ứng trước 50% là 50 triệu. Dạ. Rồi hôm nay chị Kha có lỡ gì lời gì đến cô chú Mạnh Thường Vân hôm nay cũng như là giúp đỡ mình ngôi nhà như vậy đó. Dạ, trước khi mà năm mới cô chú mình ở trong nước ngoài nước đã thương tình chị, ủng hộ chị, giúp đỡ cho chị vì chị rất là mừng. Cô chị xin chúc sức khỏe cho cô chú mình gần xa trong nước và ngoài nước được vạn sự như ý, làm ăn phát tài tấn lộc và tấn bình an. Dạ. Dạ. Vui lắm. Dạ, dạ rồi hôm nay cũng vui chuẩn bị khởi công nhà vậy đó. Dạ. Có bài hát nào tặng cho khán giả bài đi. Bữa nay Kha hát gửi cho cô chú mình một nhạc phẩm Tình Nhỏ Mau Quên. À. Cho mời cô chú mình nghe qua. Tình Nhỏ Mau Quên hả? Dạ. Năm mới hát bài gì tới nó vui đấy chứ. Dạ. Hát bài tình yêu thì bài Tình Nhỏ Mau Quên ha. Dạ. Rồi vậy bây giờ vô đi ha. Phúc nào qua phương nào gì khuê ghé thăm nhà em. Xanh bất cười của em như con chim nhỏ chạy quanh nét sao chừng rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm suối thẹn thùng che mắt bia. Bé này không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thất rồi. Hôm nay em đã thành nàng cô gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm em ngẩn ngơ trong lòng. Đi rồi làm sao anh quên, lần hẹn hò em đã đến. Sắp nhau qua cầu đuổi bắt nhau trên đời, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, em gửi lời anh lời chào, gửi anh một mối tình đầu, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre một mùi thơ mong chờ, đôi mình nhịp mùi thành thơ. Sao bao năm xa nhà chiều qua ghé thăm nhà em, nhưng anh nhiều đầu sủi còn chồng mãi chân im hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim nga. Nói anh theo chồng em đã khuyên câu thì lòng anh thấy nào nì. Nói em theo chồng em đã khuyên câu thì lòng anh thấy nào nì. Wow, hay quá cả nhà ơi.
Đó, chị Kha tặng đến cho cô chú mình đó, cũng như đã giúp đỡ cho chị Kha có một cái ngôi nhà như vậy hả cả nhà. Dạ. Yeah. Rồi thì hôm nay được anh Pích xuống rồi chuẩn bị làm nhà rồi, không có làm gì cho thợ ăn hết trơn. Chị chút nữa chị nấu cơm rồi mời thợ ăn luôn hả? Pích là dùng cơm với chị. Anh Pích có rảnh không? Yeah. Hồi đó đây dùng cơm với chị Kha nè. Hả? Ở đây chơi chút cũng được. Dạ. Yeah. Chị làm con gà mà. Trời ơi. Chị làm... đãi con gà. Đãi con gà luôn. Yeah. Wow, quá vĩ rồi cả nhà. Rồi ở đây có cây mai này nè. Nữa làm nhà có cần đà bỏ không hay là mình cứ để đây? Để chắc để được mà anh Pích hả? Để đâu đụng chạm. Đâu đụng chạm ha. Rồi thêm nữa bây giờ mình nói một chút xíu nữa về cái ngôi nhà đi anh Pích. Bây giờ thì xin phép là cái chỗ vị trí á để cho chị Kha hướng dẫn cho anh Pích luôn, mình cũng như là cái hướng nhà cũng như là chỗ bếp bên này đường đi như thế nào đó để cho chị Kha hướng dẫn. Bây giờ thì theo anh thấy là cứ làm theo cái kiểu hướng đi này hay là như thế nào, chị Kha muốn như thế nào? Cái cửa đều bên tay trái đây ha. Dạ, giống như y cũ đây. Dạ. Pích ha. Cửa nhà bên đây rồi vô trong anh sẽ vô trong. Cửa sổ thì nằm bên đây ha, bên tay phải. Rồi bây giờ xin phép vô đi anh Pích. Dạ. Rồi ở trong phòng khách đây á, thì bao nhiêu mét anh chia sẻ cái phòng khách? Phòng khách thì nó dài 3 mét. Sách dài 3 mét ha. Dạ. Rồi cái phòng ngủ thì cũng vô trong á, thì cái đường đi lại bên trái đúng không? Bên trái đúng không? Có, ấy, không phải, có nghĩa là cái đường đi mình vô là bên trái. Đường đi vô bên trái thì đi vô bên trái buồng nằm ở đây. À buồng nằm bên đâu? Bên trái à? Chị Kha muốn bên làm trái. cái phòng ngủ bên đâu? Bên trái. Kha muốn làm phòng ngủ bên trái à? Làm nhào sao cũng được hết trơn á chị. À cái này là chị không có biết ha, như là thợ làm chị như thế nào cũng được hả? À? Theo em thấy thì làm cái phòng ngủ bên phải đi. Cái đường đi cái đường cửa chính thì bên phải. Cửa sổ bên trái, cái buồng ngủ bên phải. Rồi, cái đường đi thì đó đi bên trái. Rồi tiếp tục. Ra cái chỗ sau này thì bếp thì nó nằm bên tay phải. Ha. Bếp nằm bên tay phải giống như cái bếp mà hiện tại chị Kha đang sử dụng nè. Dạ, nằm chỗ cũ. Ha. Bếp thì mình sẽ làm bếp chữ L, dán gạch này kia đầy đủ. Có là bô. Ha. Rồi bên tay trái á, bên tay trái này thì có nghĩa là mình sẽ có một cái cửa ra sau là cái cửa nằm ở giữa ha. Dạ, rồi ra cái cửa sau thì có một cái toilet nằm bên tay trái. Ha. Dạ, đó. Rồi nói chung thì chị Kha thấy sao? Bố trí như vậy cũng được à? Chị Kha nói chung dạ, nói chung là chị Kha như thế nào cũng được hết đó cả nhà, cũng không có nói chung miễn sao có được ngôi nhà. Dạ. Dạ. Đó thì bây giờ là như vậy hắn anh Pích hăng. Rồi cái phần đất là nếu như mà thục vô cỡ 1,5 mét thì cái phần sau là còn dư khoảng bao nhiêu anh Pích? Cũng 4 mét ha. 4 mét này thì anh sẽ làm cái đường đi bên đây luôn hay là đường đi bên đây theo chị Kha? Nên mình làm cái bên hông nhà đó đi hướng nào, đi bên nào? Làm đường đi bên đây ha, bên tay trái ha. Rồi vậy thì mình làm sát đất của mình là sát bên kia luôn, rồi mình đường đi chừa cái đường đi nhỏ bên đây để mà mình có cái ở phía sau đó còn dư khoảng hơn 4 mét đó, thì có gì nữa là tận dụng cái tôn này nè anh Pích, cái gì làm luôn cho chị Kha dùm em cái trái ra sao nha. Cái trái ra sao để cho nếu mà muốn nấu cơm củi thì cũng được, và muốn nuôi gà thêm cũng được ha. Rồi bây giờ chị Kha có muốn gì nữa thêm không? Nói cho khán giả biết luôn. Chị không muốn gì hết. Với lại nữa thì em tính tại vì ở đây là chị Kha không có nước sạch như ở trên thành thị. Chính vì thế ở đây là phải khoan giếng. Thì theo anh Pích đó là nên khoan ở phía sau nhà luôn hay là khoan ở trong cái khu nguyên chỗ nhà mình? Khoan ở sau. Nếu mà khoan ở sau luôn ha. Vậy là có gì để khoan ở sau đi rồi mình làm cái trái ra sau cũng được. Xài nước sau nó ok hơn. Còn cái mình sẽ chế để một cái bồn á, bơm nước vào để mình sử dụng trong nhà, toilet với lại labo ha. Rồi vậy chị Kha ha, sẽ khoan giếng cho chị Kha là ở phía sau luôn để dễ sử dụng ha. Rồi nhà thì tách biệt luôn, không có khoan ở trong nhà. Rồi dạ
Rồi vậy thôi, hôm nay cũng cảm ơn anh Pích rất là nhiều, cũng dành thời gian xuống đây và cũng như là nhận cái giá thầu xây dựng ngôi nhà cho chị Kha. Thì trị giá là 100 triệu. Rồi thì mùng 9 này mình sẽ tiến hành ha, rồi em sẽ cho anh ấn tiền và bắt đầu làm nhà. Yeah. Rồi những cái bao mơ ước của chị Kha thời gian vừa qua bây giờ cũng đã thành hiện thực hết cả nhà. Yeah. Bây giờ mình cũng đến đây cũng như thông báo cho chị Kha và chuẩn bị cái ngày khởi công xây dựng. Rồi bây giờ chị Kha còn lời gì nói đến cô chú gì không? Chị còn gì nói, vậy là chị vui mừng vậy lắm rồi. Dạ, vậy là mừng lắm rồi ha. Dạ. Rồi vậy thôi cũng bây giờ chị cũng xin cảm ơn đến cô chú anh chị rất là nhiều và cảm ơn đến tất cả cô chú Mạnh Thường Quân cũng như đã giúp đến chị Kha có một cái ngôi nhà che nắng che mưa. Rồi bây giờ chúng cũng xin khép video tại đây. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.